Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trên luôn miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong nước vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và đăng xe kênh phát triển. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 10, liên hệ giới thiệu tiếp đến các bác một chiếc đầu đĩa hoặc đờ lông ở mẫu model của nó DCD735. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 1998. Nó sở hữu xe ngang của nó 43,5 cm, chiều cao của nó 10 cm và chiều sâu của nó 28 cm. Nó nặng là 3,8 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen. Dòng đời mới thiết kế cửa đĩa ở giữa nhìn rất là hài hòa và sang. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony 23, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Chip giải mã của chiếc đồng này dùng hai chip giải mã PCM61P, cho ra chất âm là 20 bit, rất là chi tiết, tươi sáng và sạch sẽ. Đấy, trục âm thì rất là rõ. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để nó xem. Ngoại hình của chiếc đồng này về thì có một cái vết cấn nhẹ, sẽ sơ chút đây. Rồi, vào đây một vết nữa. Và phần cửa đĩa này thì nó hơi bị bay chữ đây. Đấy, hơi cấn bay chữ đây. Đấy. Còn lại thì rất là đẹp. Trên nó rất là đẹp. Nắp lưng thì cũng có chạy sơn đây. Đây là C, lớp C các bạn. Đấy, lớp C. Đây. Đây có những cái vết thôi, khá là đẹp. Bên này cũng vậy. Mặt sau của nó là DCD735, điện 100V, công suất của nó là 9W. Xe máy của nó là 90615020057, được sản xuất tại Nhật Bản, dây nguồn số 8 giờ. Thì trước này có hai đường A lốc ra, chân đường vàng vàng và một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối với thiết bị bên ngoài. Đây là quang ra nhé, đấy, chứ không phải là quang vào. Quang vào là giống như thay đầu giải mã thôi, bác lưu ý. Và đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong này thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Đây, mắt đọc có Sony 23 đấy ạ. Tủ lọc thì toàn tủ lọc của Eola thôi. Và đây hai chiếc giải mã PCM61P đây. Một con, hai con. Tủ lọc Eola đây. Đấy. Mới. Rồi và thôi thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho bác được thưởng thức ạ. Và chiếc đồ này thì em bán với giá là 1,6 triệu đồng thôi nhé. 1,6 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc, cho nào chuyển đủ tiền cho em, bác nào đặt cọc thì tự thanh toán tiền ship. Đầu lòng tốt, đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Em test một cái sao chép này, một vô lô để cho bác được thưởng thức CD của Đặng Thế Luân hát. Chưa nói một lời.
Mắt đọc rất là tốt ạ. Nếu ta đừng quen nhau một chiều hoa nắng tươi màu, tình cờ giây phút ban đầu nhìn nhau không nói nên câu, mắt anh thầm lặng nói duyên kiếp một lời thôi, giờ còn ghi nhớ mãi ngày ấy qua xa. Mưa khuya buồn lê thế, điều hiu giăng khắp lối về, còn ai đêm bước âm thầm tìm trong ngõ vắng cô liêu.
Em xin phép được dừng việc ở đây. Thì ở trước độ này em bán với giá là 1,6 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho nào chủ đầu tiên cho em. Bác nào đặt cọc thì tự thấy để ship. Số điện thoại em là 0907 23 269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp video sau ạ.